có hẹn với chương trình Việt Nam Tươi Đẹp tại Tây Ninh. Và hôm nay thì có một thành viên nữa, đó là nhóm Mansa. Và hôm nay thì Sunny và Mansa có hẹn ở cổng số 5. Cổng số 5. Nhưng mà đây không biết là cổng số mấy luôn á. Để Sunny đi hỏi thử ha. Dạ chú ơi, cho con hỏi đây là cổng số mấy chú? Ở đây là cổng số 4 rồi. À cổng số 4 ạ. Cổng số 4 hả? Để cổng số 5. Cổng số 5 là không có. Ủa không có vậy? Vậy sao ta? Ủa? Chú ơi, cho con hỏi là cổng số 5 ở đâu ạ? Nào giờ ở đây không có cổng số 5 cậu ơi. Ủa? Là 12 cổng, chỉ có cổng số 4 và cổng số 6 thôi. À thế ạ? Ủa rồi con. Vâng, con cảm ơn chú ạ. Cảm ơn chú ạ. Ủa là sao? Cái này là chương trình chơi rồi. Chương trình chơi rồi. Ôi gà, thì giờ đi đâu giờ? Sao tươi đẹp lừa Sunny không? Chắc là mà sao cũng đang kiếm đó. Để đi vòng vòng như khi gặp anh em hàng giao cái cảm. Mình hèn hạ một tí, mình bây giờ mình nài xem là mượn flycam. Xong rồi dò thì may ra còn biết. Mọi người ơi, cho em mượn flycam một tí được không? Tại vì thay vì mình đi tìm cái cổng số 5, không có cái cổng số 5 nào thì mình có thể bay lên, mình tìm đâu đó chị Sunny đâu đó, chắc cũng đang ở đây thôi. Bây giờ mọi người đi lòng vòng với em này, chắc mai cũng không thấy chị Sunny. Thôi cho em mượn cái flycam em bay lên một cái thôi. Bay. Đó. Yeah. Cô rộng này tìm ở đâu? Đây này, đây chị Sunny này, chị Sunny này. Trời ơi, chị Sunny luôn. Như này, như này. Chúng ta đã bị lừa. Đã bị lừa rồi chị ơi. Trời đất ơi, nắng cũng chết. Có tiện đây thì mình cũng được đi tham quan luôn ha. Ok, cũng hơi nắng tí thôi mà coi như cũng được. Đi phía này. Đi nào. Let's go. Em cảm... Let's go. Chỉ cần vừa đặt chân xuống khu vực này, chúng tôi đã cảm nhận được sự bình yên, thanh tịnh của không khí trong lành, nhịp sống chậm rãi với những công trình kiến trúc cổ kính, đặc biệt là ngôi tòa thánh nguy nga, lộng lẫy, nổi bật giữa thành phố này. Tòa thánh là một trong những biểu tượng đặc trưng cho vùng đất Tây Ninh. Thì thực ra thì chị cũng không biết nhiều lắm đâu, nhưng mà cũng nói chung là cũng có tìm một chút. Một like. Nhưng mà nhớ có sai thì sợ cái này đừng bắt bẻ nha. Yên tâm. Theo chị biết thì đây là một trong hai biểu tượng về tôn giáo lớn nhất ở Tây Ninh. Và tòa thánh này thì thờ Thiên Nhãn. Đây là một khu rất là rộng luôn và như là 100 cái kiến trúc. Ồ, Thiên Nhãn. Cùng một dạng kiến trúc như thế này. Em thấy ở đây có biệt. Sao chị Sunny biết vậy? Tìm hiểu rồi đúng không? Lúc trước á, trước khi mình tìm hiểu thì nghe tên anh chỉ biết được bánh tráng anh. Em chỉ biết đồ ăn trường và đen nữa. Với lại trong lúc tìm hiểu thì chị có biết được một cái cũng là có một làng mà người ta làm nhang á. Anh biết cái này, anh biết rồi đấy. Chị nghe nói là do những bà cụ cũng rất là lớn tuổi, 60-70 tuổi làm rồi. Và như là ngay gần đây nè. Đi luôn. Ok. Đi. Cô đến là nghe mùi nhang rồi này.
Bây giờ mình cứ vào thôi à? Hay là... Vào tham quan đã. Thôi. Về ở đây... Qua mát đi đây. Nghề làm nhang là công việc gắn bó cùng đời sống của người dân và là nét đặc trưng của vùng đất tâm linh Tây Ninh. Ở đây, nhang được làm đa dạng mẫu mã, theo nhiều quy mô khác nhau và ra đời từ nhiều lý do vô cùng thú vị. Chẳng hạn, cơ sở làm nhang chúng tôi đang đi đến, nơi do các cụ bà tụ họp lại với nhau để tìm niềm vui và làm công quả. Thật ý nghĩa phải không mọi người? Chào bà. Wow. Mọi người đang làm nhang à? Đang làm nhang. Ồ, nhiều quá. Lần đầu tiên bọn con được nhìn thấy nhiều nhang như này ạ. Bình thường thì công đoạn làm nhang như nào ạ? Coi như nó có nhiều công đoạn là phải đánh bột. Phải quay bột cho nó đều bột rồi nó ra bột rồi mới đem vô để chạy. Đem vô máy chạy rồi đem ra phơi. Phơi rồi phải trăn trở cho khô đem vô đây bó. Bó cho nó ấy rồi mới đem vô trong kia gói. Ồ, thì nếu mà bình thường mưa thì sao ạ? Mưa thì mình có vàng. Vàng đó đem vô, với ở trong này có phòng trống đó. Đó mình trải vậy ra, phơi ra rồi cái bắt quạt. Ủa mà cái này nguyên liệu là mình nhập từ đâu hết ta? Nguyên liệu là từ Hà Nội về. Từ Hà Nội về đây. Hà Nội về thành phố rồi mình xuống thành phố mình chuyển về đây. Cái bột này là làm từ cây gì hay là làm từ cái bột này á là theo á người ta gọi là cây tùng. Còn keo á là keo là keo dước á. Cái vỏ dước đó là mình mua từ ở Gia Lai. Ôi, nghĩa là làm được một cái bó hương, bó nhang này cầu kỳ quá. Dạ ba ơi, vậy tụi con xin đi tham quan xung quanh đây đúng không ạ? Được, tự nhiên. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn bà. Lần đầu tiên này. Bột đúng không? Bột. Nhang. Chào anh ạ. Em chào anh ạ. Chào anh. Ủa anh ơi, cái này mình trộn bao gồm những bột gì với nhau? Bột thơm á thì mình mua nguyên chắc gì cái mình đổ ra mình cân. Ví dụ như 10 ký bột thơm á thì mình cân 2 ký keo. Keo sai từ cái keo ra đó. Để nó dính. Rồi cho nó kết dính lại á. Rồi mình thêm một cái này gọi là bột đá nè. Bột đá ha. Là chút xíu thôi, cho cái tàn nó bị trắng á. Để cái tàn nó đen nó không đẹp. Còn cái tàn nó trắng với nó nặng á, rớt cái tàn ngay cái lưu hương nó không có bài nữa. Nếu mà cái bột nó nhẹ quá thì bay dơ trong. Xong mình cho trong máy trộn. Xong rồi bắt đầu mình mới cho thêm màu vô. Tức là cái này nó chưa có màu á. Là có màu nữa. Màu vàng ha. Anh nghĩ là mình đổi được màu khác không? Tùy theo nhang, ví dụ nhang có ta có dễ có làm màu xanh và màu nâu, màu đủ thứ màu hết. Màu xanh. Có nhang màu xanh ạ? Có màu xanh nữa. Nhưng mà cái này thì cái nhang nó màu vàng thì mình làm màu vàng. Vài phút, 2 phút đi là cho nó quay vậy nè. Nó đều xong, nó trộn các nguyên liệu loại nó đều xong rồi bắt đầu mình mới cho nước vô. Để làm ra một bó nhang phải trải qua nhiều công đoạn, đòi hỏi sự khéo léo. Công đoạn trộn bột là bước quan trọng nhất, quyết định sự thành công của bó nhang. Bột nhang phải mịn, độ ẩm vừa. Ngày nay, với sự hỗ trợ của máy móc, người dân đã đỡ vất vả hơn, năng suất cũng cao hơn. Ủa, nước thì cho khoảng bao nhiêu ạ? Ví dụ 10 cái bột nó khoảng 7 hoặc 8 ký nước. 7 lít nước. Wow. Nhiều phết nào. Nó sẽ. Nhưng mà cái này mình trộn quen rồi thì mình, ví dụ mình làm lâu á thì ví dụ mình để vô lát mình bóp cái bột nó vừa tới mà trong cửa tay mình biết rồi, cảm giác lượng nó không? Mình nhắm mấy cái chừng đó, phải lường. Còn như máy là phải lường. Sau khi nó quay bụi quá là bắt buộc phải đậy lại. Đậy lại nó quay trong vòng khoảng 15 phút. Quay 15 phút. Là chứ mình để nó quay ngoài thì bụi quá thì không.
sau khi mình xong á là mình đổ ra thau, kéo qua bên cái bên kia để làm. Xong rồi xúc vào thau. Đổ vô máy bắt đầu khởi động máy này cho mình ngay ra phần phẩm thì nha. Quyết định sao thử thêm bên kia đi. Dạ. Ok. Cảm ơn. Anh cảm ơn anh. Cảm ơn anh ạ. Dạ, là vâng. Làm thử chút cho con làm thử nhá. Yeah. Cho là con trước đi. Mẹ kêu dễ lắm nè, làm thử coi. Cầm đây. Dạ. Cái tay này cầm cái này. Cái tay này bóc tâm. Bỏ vô đây. Ui. 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 Ghê luôn. Này bỏ dễ đi. Ừ, đấy. Đó, sao đó, hay đó, giật đó. Mình đi nhá. Hay giật mình, hay sợ sệt. Đây là chị làm thử đi. Từ từ nha, bị giật mình đó nha. Giật mình hả? Nào thử xem nào. À là cái phần dư nó rớt xuống đây xong đổ vào. Hai bên bắn lại rồi. Cầm vào tay em ơi. Thật ra vẻ kiểu chuyên nghiệp ấy. Chuyên nghiệp vô, chuyên nghiệp mặt. Mặt đồ thần thái vô. Quá đỉnh. Được luôn. Cái này nó bị nứt miếng. Hơi khô ra đúng không? Chắc người ta có phải lật lật mặt không ta? Mùi lên thơm thật. Thơm đúng không? Nó phải khô nó mới thơm nữa. Còn rất bây giờ nó không biết là. Chào bà. Chào bà. Ủa bà ơi, mình có phải lật mặt để cho nó khô đều không bà? Dạ, à. Lát nữa trở lại nữa. À, lát nữa trở mặt lại. Thường thì bao lâu thì là lấy dạ, được? Dạ, chừng được tiếng đồng hồ, nhưng trời không nắng thì tiếng. Đừng có nắm tay, nắm dưới này. À, chết rồi, đúng rồi. Có nắm tháng chết rồi. Ôi, kì là cho kì chỗ tài đi nè. Ừ, tại vì bây giờ không truyền tay nhau được đâu, tại vì nó sẽ bể lắm. Sao? Kì thử dạ. Xem nào. Ôi, cẩn thận. Dạy nè, thấy không? Mỗi người lên thêm một ít. Còn... Rồi, đây. Thử lại ra. Hơi bụng về. Đừng có lùa chén nó nắm tay dài. Đúng không ạ? À. Nhìn chỗ nào bà phơi khác hẳn chỗ mình. Ờ, chỗ mình phơi nhìn mắc cười. Chỗ mình phơi cứ kiểu đều đều ấy, kiểu sợ sợ ấy. Trời ơi. Lấy nhiều thế. Hả? Em bắt trước bà ấy mà. Em kiểu rải rải đấy. Nhưng mà không đều như bà. Thôi thì mình học mới, mình làm hai tay đi. Cẩn thận thôi, mình mới vào nghề, mới học nghề. Một tay là thấy rồi. Được tham quan các công đoạn và học cách phơi nhang mới biết các bà đã vất vả và tỉ mỉ đến giường nào. Không chỉ canh thời tiết mà còn phải biết cách cầm, cách phơi rồi lật cho nắng đều nha. Nhìn cả khoảng sân vàng đỏ nổi bật của từng dãy nhang phơi, chúng tôi thật sự bị thu hút. Yeah. Còn chúc mọi người là tốt và rất khỏe mạnh ạ. Mọi người thật là khỏe mạnh. Dạ vâng, con cảm ơn các bạn. Ngoài những công trình kiến trúc đặc sắc, các làng nghề truyền thống, Tây Ninh còn nổi bật về văn hóa ẩm thực chay phong phú. Ăn chay là tập tục, văn hóa truyền thống lâu đời của các nước Á Đông, trong đó có Việt Nam. Thậm chí các bạn trẻ như chúng tôi cũng tiếp cận văn hóa ăn chay nhiều hơn trước. Ăn chay mà, đây là ăn chay. Mấy đồ ăn chay. À, con sẽ tìm hiểu về con là ẩm chúa. Thực ăn chay. Con chú ạ. Con chú ạ. Con chú ạ. Vâng. Thì nói về cái tâm linh đó thì những người ăn chay á thì nói về Phật là một, hoặc là đạo Cao Đài là hai.
Nhưng thật sự ra nếu về tâm linh thì ăn chay để tránh đi những chuyện mà sát sanh. Ăn chay nó có một cái cơ thể tốt. Hai nữa là bớt đi cái hóa chất bên ngoài, như là những cái thịt động vật á, bây giờ nó như hóa chất, thì chúng ta nên ăn chay, điều đó là rất tốt. Ăn cái này dễ tiêu hóa đúng không? Là dễ tiêu hóa không? Cho con hỏi là mình ăn chay thì mình có giống như là tâm tính của mình nó có thay đổi, mình có bỏ thay đổi gì nữa. Ví dụ trước đây mình có tính nóng là một, mình tính nóng nhưng khi ăn chay rồi con người trở lại nguội lạnh. Tâm bình tĩnh. Mình thấy thằng đó tạch quá, nhưng mà cử chỉ của mình là người đạo. Đạo mà ăn chay thì làm sao lại để cử cãi thằng kia hay là quánh lộn với thằng kia. Cái tâm linh, một cái quý của những người đạo. Ôi, đây là món gì ạ? Này nấm né, cái này là gỏi vịt chay, đây là lẩu nấm, đây là lẩu nấm đúng không ạ? Còn này là cà ri. Cà ri chay luôn. Thích quá. Tất cả những quán bên ngoài, vòng vòng hàng rào chùa nè, chay rất nhiều. Vậy thôi về tới đây là mình làm nương. Chú mời mấy con cầm đũa. Dạ, cảm ơn. Gì? Con mời chú ạ. Từ nhiều năm nay, những bữa cơm chay hoặc mâm cỗ chay đã trở nên phổ biến hơn trong đời sống hàng ngày. Nguyên liệu, cách chế biến và trang trí cũng đa dạng, bắt mắt và ngon không thua kém gì các món mặn. Ngày nay, không nhất thiết người tu hành mà bất cứ ai cũng có thể tìm đến đồ chay như một phương pháp chữa bệnh, giữ gìn sức khỏe. Ăn xong bữa tiệc chay thịnh soạn, Suni và Mansa lại lên đường và tiếp tục đến với một địa điểm nổi tiếng lẫy lừng ở đất Tây Ninh. Cái chỗ mà từ đây chúng tôi có thể phóng xa tầm mắt để thấy phía kia, núi Bà Đen. Ăn hồi đi. Hồi đi, hồi đi. Ôi ơi, chị ơi. Dạ. Quả nào ngon ạ? Cô lựa cho con. Cô lựa cho con lựa là quả nào đẹp đó con. Ui. Con quả nào cũng ngoan hết. Quả nào to này. Ôi Tây Ninh hả cô? Ôi vườn. Tây Ninh á. Wow. Ôi đặc sản này Tây Ninh. Ôi có sâu không ạ? Không, không có sâu. Không, phải thêm có miếng muối nha anh. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá. Cô ơi, hay cô bán nhất tụi con một hũ muối Tây Ninh luôn cô. Chả lẽ cô trả lời là không à? Muối cô bán. Nó ở ngay cái hũ qua trước em. Đừng có sáng nó lại to. Vô. Chấm luôn. Chấm luôn. Rồi đây nữa. Ủa, gỗ sao mùi nó hột hột. To nhỉ? Mùi kiểu mùi tôm á. Ui. Nghe từ bữa là đậm muốn ăn rồi nè. Lê. Rồi mãi mình ra con có tí không? Em tiết kiệm. Mình tiết kiệm con chương trình đi. Đó, anh sẽ lỡ cho coi đấy. Con nào cô? Trời ơi, ổn ngon thật sự. Ăn hết không? Ăn hết. Hết rồi. Leo bộ từ đây lên đỉnh núi à? Mọi người xèn chưa hết. Bây giờ chúng mừng đi lên núi Bà Đen. Đúng rồi, đúng rồi. Bằng cách treo. Núi Bà Đen là một trong những danh thắng nổi tiếng ở Tây Ninh và cả vùng Nam Bộ. Để lên chùa Bà thì có 3 cách đi: đi bộ, trượt máng hoặc là sử dụng cáp treo. Chúng tôi chọn cáp treo để vừa lên chùa nhanh, vừa được nhìn xuống, thấy toàn cảnh của khu vực núi này mênh mông hữu tình. Chỉ trên đường lên thôi mà cảnh vật đã đẹp mê hồn như thế này, trên núi chắc sẽ còn nhiều thú vị lắm. Bây giờ mình đang Bà Đen rồi. Chuẩn bị lên đến Bà. Điện Bà. Anh trai. Từ đây đây là vị cứu tinh của chúng ta. Mời các bạn lên tham quan đây. Ok, cảm ơn anh. Bên kia ở trên này có một cái tượng đá rất là lớn. Cũng vậy.
bàn đá linh thiêng, mọi người hay cùng bái. Mọi người con gái, cái điện diên hương. Con cũng là người mẫu đạo, nên đến đây để cúng bái. Trong lúc nàng đi bị bọn Cường Hào ác bá xông ra để quay tiếp. Đúng lúc đó thì có chàng Lê Sĩ Kiệt quê cũng ở huyện Hoan Hóa, nay là Cảng Bàng, đã ra cứu muốn nàng để đền ơn đáp nghĩa đó của chàng. Thì cha mẹ nàng đã hứa gả cho chàng Lê Sĩ Kiệt. Lúc bấy giờ thì quân Tây Sơn nổi lên thì chàng Lê Sĩ Kiệt đi tòng quân, nàng ở nhà, nàng cũng đi núi nên nàng gặp bọn thổ phỉ. Để mà giữ trọn cái tinh tiết đó với chàng Lê Sĩ Kiệt thì nàng đã gieo thân mình xuống núi. Thì ba ngày sau nàng có báo mộng về cho trụ trì của chùa đem xác nàng về. Và từ đó là nàng hiển linh giúp mọi người ở trong cái làng này. Thì đây là cái địa điểm tâm linh nổi tiếng ở Tây Ninh này. Khi mà khách hành hương đến đây họ đều lên trên đây để cúng bái, để các bạn vào để thắp nhang. Chùa Bà Đen còn có nhiều tên gọi khác nhau như là Linh Sơn Tuyên Thạch Tự, Chùa Thượng, Điện Bà. Những ngày lễ Tết, số lượng du khách khắp nơi đổ về đây xin lọc, tham quan đông nghẹt, góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh. Hôm nay thì lần đầu tiên mà Suni được khám phá thêm nhiều điều nữa về mảnh đất Tây Ninh. Trước giờ khi nghe đến Tây Ninh thì chỉ nghĩ đến bánh tráng Tây Ninh thôi, nhưng mà bây giờ biết là Tây Ninh có là một vùng đất mang rất là nhiều giá trị về tâm linh. Và sau hôm nay thì Suni đã học được rất là nhiều điều mới mẻ và bổ ích. Nói chung là có rất nhiều thứ mà mọi người cảm thấy rất là háo hức và mong chờ. Và mong là mọi người sẽ đón xem tập 2 của Suni ở Mansa trong Việt Nam tươi đẹp. Nào, wow. Selfie nào. Nghe thấy tiếng sủa. Selfie nào, selfie nào. Ai đang nhớ nhung quê hương nồng nàn, ai đang